Đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rạng sáng ngày 18 tháng 2 năm 2018. Không hiểu có gì gấp mà dù đã nhìn thấy nhân viên kéo gác chắn để chuẩn bị cho tàu chạy qua, nhưng thanh niên này vẫn cố lái xe lượn qua đường sắt. Có lẽ anh ta đã cảm thấy mình may mắn khi chứng kiến vụ tai nạn một giây sau đó. Một thanh niên khác lao xe với tốc độ kinh hoàng tông sập gác chắn trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Sau đó, camera an ninh của người dân còn ghi lại được cảnh tượng cười ra nước mắt khi những người có mặt cố gắng giải cứu chiếc xe và chủ nhân của nó. Những người chứng kiến vẫn còn đang bàng hoàng với tai nạn gây sốc này. Theo hình ảnh do camera an ninh của người dân ghi lại, lúc 23 giờ đêm ngày 5 tháng 8 năm 2019, khi gác chắn trên đường Võ Thị Sáu ở thành phố Biên Hòa, đoạn giao nhau với đường sắt ở km 1697-910 đã kéo xong, một thanh niên 25 tuổi quê ở tỉnh Bình Thuận vẫn lao xe và tông thẳng vào gác chắn. Đúng lúc ấy, tàu hàng H5.1 chạy từ hướng tỉnh Đồng Nai về ga Sài Gòn lao qua, thanh niên bị cán chết tại chỗ. Cũng tại khu vực gác chắn đau khổ này đúng một năm trước, vào đêm ngày 8 tháng 8 năm 2018, cũng là hình ảnh do camera của người dân địa phương ghi lại. Giữa cơn mưa lớn, một người chạy xe máy tông thẳng vào gác chắn ngã xuống đè lên một nhân viên có nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Thế nhưng dù tai nạn xảy ra ngay trước mắt, nhưng một người đàn ông khác vẫn vô tư lái xe qua khe hở của gác chắn. Sau vụ tai nạn chết người vào đêm ngày 5 tháng 8 năm 2019, một bên gác chắn đã bị hư hỏng, không thể kéo ra như trước được. Trong thời gian khắc phục, các nhân viên đường sắt sử dụng tạm một sợi dây thừng để căng ngăn. Chắn nó còn coi chả ra cái gì đó, là cái dây này là cái gì? À, cái dây này cần chắn như thế, nó còn tông mà nó bay cơ đó, là cái dây này thôi chứ. Dây này ớn lắm, ban ngày thì còn đỡ. Ở ban đêm á, ở ban đêm là rồi do ý thức người tham gia giao thông đường bộ thôi. Dạ. Chứ còn anh em làm đấy thì cố gắng hết sức rồi. Dạ dạ. Thì coi xe đen xe thảo thổi nhưng họ không nghe. Dạ. Bạn nhậu nhiều quá. Anh em nhậu say từ cứ từ 23 giờ về gần sáng là ông già bà lão đồ đâu có bị đâu, còn thanh niên cái trai trai ăn nhậu vào. Theo thống kê của ngành đường sắt, từ năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, tại khu vực này đã xảy ra ít nhất 5 vụ người điều khiển xe máy đâm vào gác chắn. Những vụ tai nạn không chỉ khiến những nạn nhân và thân nhân đau khổ, mà còn để lại nơi này một gác chắn giặt dẹo vì bị hành hạ quá nhiều lần.